Mùa chay, mùa nhìn lên Chúa. Thời gian là phương thuốc làm quên và chữa lành các vết thương lòng. Thời gian cũng là cơ hội để an bình nội tâm được tái lập sau những bấn loạn, chao đảo. Nhưng thời gian cũng là đe dọa, thử thách, bởi thời gian có bóng tối, mây mù, chông gai, cạm bẫy và thách đố của thời gian. Khi đem con trai duy nhất lên núi để giết làm của lễ dân Thiên Chúa như Chúa truyền, Abraham đã sống bóng tối của hiện tại. Bóng tối đã che khuất hy vọng của lời hứa được làm tổ phụ một dân riêng đông như sao trên trời, nhiều như cát dưới biển. Mây mù đã cuốn đi tương lai một dòng dõi được chúc phúc. Đêm đen đang thử thách hiện tại của ông, và ông đau đớn trói ghì con lại, rồi đứt ruột, vung dao sát tế con. Hiện tại của Abraham thực sự kinh hoàng bởi thử thách khủng khiếp của Gia-vê Thiên Chúa. Hiện tại ấy gây hoang mang, mất ăn, mất ngủ, nát tan cõi lòng. Hiện tại đáng sợ, hiện tại của thứ sáu tuần thánh khi tất cả đều đổ vỡ, tiêu tan đối với các tông đồ. Thầy bị bắt, đóng đinh, anh em tứ tán mỗi người một phía vì sợ người Do Thái lùng bắt. Cơ đồ nước trời tan như mây khói. Hy vọng được ngồi bên trái, bên phải vinh quang trong vương quốc chỉ còn là hoang đường ảo tưởng. Đúng là hiện tại thê lương buồn thảm. Đường em mau cũng nặng nề một hiện tại bi thảm. Thầy đã chết 3 ngày và chôn trong mồ, không còn tí ti hy vọng gì nữa. Mọi tia nắng hiện tại đều tắt ngúm, để lại trong lòng người đau một nỗi khổ lo âu hụt hẫng. Ngay cả Thomas, mang tiếng là người cứng đầu, khó tin khi ông thảnh thừng tuyên bố: nếu tay tôi không được thọc vào vết thương cạnh sườn thầy thì tôi không tin. Cũng chỉ là cách diễn tả nỗi ê chề thất vọng của ông trước hiện tại. Như Abraham, các tông đồ, hiện tại của mỗi người cũng không thiếu những cơn mây dày đặc đang kín. Hiện tại với nỗi lo cơm áo, với thiếu thốn vật chất, với bấn loạn tinh thần, hiện tại chất chồng niềm đau, nỗi buồn, hiện tại không lối thoát, hiện tại buồn tênh, hiu quạnh. Nếu hiện tại kéo mây nặng nề, thì tương lai hứa hẹn giông bão. Nếu hiện tại thử thách, thì tương lai đe dọa. Cả hiện tại, tương lai đều là thời gian, và cả hai đều làm con người sợ hãi. Khi ngước mặt cầu xin Chúa Cha trong vườn cây dầu trước khi bị bắt: lạy Cha, nếu có thể xin cất chén đắng này cho con. Đức Kitô đã toát mồ hôi máu trước tương lai mịt mùng đe dọa. Thời gian đã làm Ngài sợ, tương lai làm Ngài rùng mình ngao ngán. Cũng như hai môn đệ, con của ông Giê-bê-đê lon mánh môn đệ được ngồi bên trái, bên phải khi nghe Đức Kitô hỏi lại: nhưng liệu chúng con có uống nổi chén đắng thầy sắp uống không? Đã khựng lại. Hai ông khựng lại vì chợt ý thức tương lai là một đe dọa. Trước tương lai, không ai nắm chắc mình sẽ ra sao, ngày mai của mình thế nào. Vì là một ẩn số, nên tương lai làm con người sợ và cẩn thận dò dẫm, không dám vội vã bước vào, không dám liều mình gieo bước. Tương lai như cánh rừng rậm, nguy hiểm, như người vượt biển trước đại dương mênh mông không bờ bến. Tương lai im lặng, tương lai hững hờ, tương lai đen tối hay tương lai mời gọi, tương lai rực rỡ, tương lai hứa hẹn. Tất cả đều là tương lai với nhiều ẩn số. Và con người vẫn thấp thỏm, lo lắng vì tương lai. Tuy hiện tại đau khổ vì thử thách, tương lai nhức nhối vì đe dọa, nhưng vẫn chưa bằng quá khứ dằn vặt, nghiền nát vì tiếc nuối lỡ làng. Người ta đau khổ nhiều vì sống nhiều với quá khứ hơn sống với hiện tại. Chính quá khứ làm con người già đi, vì quá khứ không chỉ lấy đi quỹ thời gian cuộc đời, nhưng còn mãi mãi dai dẳng, làm quay quắt tâm hồn vì những gì đã không làm
hay không làm được trong quá khứ. Quá khứ đã không chỉ là quá khứ như quãng thời gian đã trôi qua, nhưng quá khứ còn lẫn quẩn ở hiện tại để đục khoét trái tim tiếc nuối, cày xới tâm hồn lưu luyến một thời. Khổ đau của con người đến từ quá khứ nhiều hơn hiện tại, tương lai, và phần lớn những căn bệnh tinh thần đều do việc làm của quá khứ và thái độ quá gắn bó với những gì đã qua. Đã có bao nhiêu thời gian trong hiện tại ta ngồi một mình sầu buồn tiếc nối quá khứ. Tiếc đã không học làm bác sĩ, tiếc đã không lấy người ấy, tiếc đã không nghe lời cha mẹ chăm chỉ học, tiếc đã nghe lời bạn bỏ nhà đi hoang, tiếc đã đầu tư cho việc này, tiếc đã không chớp cơ hội tiến thân kia, tiếc đã không đủ khôn ngoan, tiếc đã háo danh, liều lĩnh, tiếc đã không trung thành, tiếc vì quá ngây thơ. Tiếc nuối một việc đã qua, tiếc xót những chuyện không còn có thể làm lại được. Ta tự dằn vặt mình, trách móc mình, nguyền rủa mình, lên án mình, hành hạ mình, và nguy hiểm nhất là không còn trân trọng, tin vào mình. Không thương mình và tin mình, ta sẽ không thương và dám tin tưởng ai. Nói chi đến Chúa là đấng ta không nhìn thấy được. Cái mình trở nên đáng ghét, đáng khinh vì mình bất lực, bất tài, đã để quá khứ trở thành một chuỗi tiếc nuối lỡ làng. Quá khứ trong đầu hiện tại đặt kín những lỡ làng đắng cay, lỡ làng chua chát, lỡ làng xót xa, lỡ làng thê thảm đến độ ta nhìn quá khứ đời mình chỉ còn là dòng chảy thất bại, những trang giấy lem luốc, những dòng chữ nghiêng ngả, siêu vẹo mà trên đó ta đã gạch chéo một đường với hai chữ đời bỏ. Cái khốn khổ quậy nát tinh thần là cái đời ta bỏ lại không chịu bỏ ta. Nó cứ đeo đuổi, trêu ghẹo, nhắc nhớ. Nó cứ loanh quanh, lẩn quẩn, khiêu khích, quấy động. Quá khứ không buông tha tâm hồn hiện tại. Quá khứ không cho trái tim hiện tại ngơi nghỉ. Quá khứ càng không trấn an, trợ lực bước chân hiện tại. Nhưng quá khứ đã như oan hồn không siêu thoát, cứ quay về đêm ngày, đòi nợ, khóc lóc, ăn vạ. Mùa chay trở về với bước chân trở về của quá khứ. Đức Kitô nhắn gửi lòng ta một tâm sự. Hãy nhìn lên Thầy thay vì nhìn quá khứ lỡ làng, thất bại, thiếu sót, tội lụy của con. Như người trộm lành bị đóng đinh cùng Ngài trên núi sọ, gần giờ chết khi tội lỗi của quá khứ đổ về. Thay vì nhìn vào quá khứ với đủ thứ tiếc nuối và ngập tràn tội lỗi, anh đã ngước nhìn Đức Kitô. Thiên Chúa cũng đang chịu đóng đinh như anh và chân thành khẩn khoản: Lạy Ngài, xin nhớ đến tôi trong nước Ngài. Ánh mắt anh ngấn lệ hy vọng khi bắt gặp ánh mắt đầy xót thương của Đức Kitô, và niềm hy vọng ấy đã thành hiện thực. Ngay hôm nay anh sẽ được ở cùng ta trên trời. Nhìn lên Chúa trong những ngày quay quắt về quá khứ lỡ làng. Nhìn lên Chúa trong những quay quắt về quá khứ lỡ làng, không như ý là ký thác quá khứ bất toàn, bất trung, bất lực trong tình yêu toàn năng, toàn thiện của Thiên Chúa. Nhìn lên Chúa trong cơn tiếc nuối tháng ngày qua, hoang đàng là để Chúa biến đổi quá khứ nhơ nhớp thành nước mắt trong sạch, đang thành tâm chiêm ngắm tình yêu thương xót. Nhìn lên Chúa trong nỗi buồn phí phạm cuộc đời dài đã qua, là lời cầu thánh thiện, Này xin ơn tha thứ. Bắt chước người trộm lành, dù đã hoang phí cả cuộc đời, dù trơ trẽn với quá khứ tội đồ, dù bị án tử vì thành tích bất hảo, vẫn cứ dán mắt cậy trông vào Đức Kitô chịu đóng đinh, với niềm hy vọng được thứ tha. Anh đã không thất vọng vì đã ngước mắt nhìn đấng là niềm hy vọng. Anh đã không bị bỏ rơi, hắt hủi vì đã ngước mắt trông lên đấng là nguồn an ủi, cứu chữa. Anh đã không bỏ mất cuộc đời, nhưng được sống đời đời vì đã ngước mắt chiêm ngắm đấng là sự sống.
anh đã không thất bại dù quá khứ chỉ toàn thất bại, vì đã ngước mắt tin tưởng đấng đã chiến thắng tội lỗi. Anh đã không mất gì của cuộc đời dù đời anh chẳng còn gì để mất, vì đã ngước mắt nài xin đấng là nguồn ơn cứu độ. Như người trộm lành, ta có vòng tay bao dung của Chúa, ôm trọn quá khứ cuộc đời khi biết nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh. Mùa chay đến với những bước chân đang đi trong hiện tại. Đức Kitô rảo bước đồng hành và nhắn gửi mỗi người một tâm sự. Con đừng nhìn vào con và đừng nhìn xuống chân con, nhưng hãy nhìn vào mắt Thầy và bước đi đừng sợ. Tin mừng Matthew kể lại, các môn đệ chèo thuyền qua bờ bên kia. Khi thuyền đã ra giữa biển thì sóng gió nổi lên dữ dội, làm thuyền chao đảo sóng sánh nước. Đến khoảng canh tư, Đức Kitô đi trên mặt biển đến cùng các ông. Thấy Ngài đi trên mặt biển, họ sợ hãi la lên, ma kìa. Nhưng Đức Kitô trấn an và bảo họ, Thầy đây, đừng sợ. Phêrô lên tiếng, thưa Thầy, nếu thật là Thầy, xin cho con đi trên biển mà đến với Thầy. Đức Kitô bảo, lại đây. Ông Phêrô liền bỏ thuyền đi trên nước mà đến với Chúa. Xong thấy gió thổi mạnh, ông sợ hãi quá và thấy mình chìm xuống, liền hốt hoảng kêu lên, Thầy ơi, cứu con với. Đức Kitô liền đưa tay nắm lấy ông. Phêrô đã nghe lời Chúa và bước trên nước. Khi nhìn vào Chúa và nghe lời Ngài, ông đã bước đi bình an dù sóng biển đang hồi dữ dội. Nhưng khi không nhìn Chúa nữa mà quay ra nhìn gió thổi, ông đã hoảng sợ và chìm nghiệm trong nước. Nhìn Chúa thì bình an bước đi, nhìn gió thì hốt hoảng chìm xuống. Hai cái nhìn, hai đối tượng khác nhau. Một bên là Chúa, một bên là gió biển. Hai ánh mắt gắn vào hai thực tại khác nhau. Một bên là đấng chủ tạo, một bên là vật thụ tạo. Hai cái nhìn, hai đối tượng đem đến hai kết quả hoàn toàn trái ngược. Bình an và hốt hoảng, bước đi và chìm xuống. Phêrô chỉ lơ đãng không nhìn Chúa một giây là lập tức có chuyện chẳng lành. Phêrô chỉ sơ sẩy ra khỏi tầm nhìn của Chúa một tích tắc là chìm nghiệm. Nhìn Chúa, con đường sẽ bình an, bước chân sẽ vững chãi. Nhìn Chúa, tâm hồn sẽ thư thái, hiện tại sẽ tưng bừng. Phêrô đã nhìn Chúa để không bị chìm nghiệm trên biển, cũng như đã nhìn Chúa để nhận được lòng xót thương, tha thứ sau khi ông chối Chúa. Ánh mắt của Đức Kitô, Thiên Chúa, có sức đánh động tâm hồn, truyền ban sinh lực, ban ơn cứu rỗi. Nhìn lên Chúa là nhìn thấy và nhận được tình yêu thương xót. Nhìn lên Chúa là tìm gặp nguồn ủi an, hạnh phúc khi hành trình hiện tại vất vả vì nắng hạn, gió mưa, bão táp. Đức Kitô đã âu yếm nhìn nhiều người, và bất cứ ai nhìn lên Ngài đều nhận được từ Ngài niềm vui cứu độ. Cuộc sống lệ thuộc thời gian, và thời gian là của Chúa, nên quá khứ có lỡ làng, nhiều lầm lỗi, thay vì nhìn lại, ta hãy nhìn lên Đức Kitô chịu đóng đinh, để xin Ngài lấy máu rửa sạch. Nếu hiện tại buồn, nhiều thử thách, thay vì nhìn vào, ta hãy nhìn lên Đức Kitô trên thánh giá, để xin đôi tay Ngài đang dang rộng ôm trọn tháng ngày hôm nay. Nếu tương lai bấp bênh, nhiều đe dọa, thay vì nhìn ngó, ta hãy nhìn lên Đức Kitô chết treo trên núi sọ, để xin tình Ngài trải kín bước chân ngày mai. Nhìn lên Chúa trong mọi thử thách, đe dọa, nhìn lên Chúa mọi lúc vui buồn, sướng khổ. Nhìn lên Chúa trong mọi cảnh huống, tình trạng, tâm tư là bước đi trong an bình. Hy vọng, dưới bóng mát của tình yêu xót thương, bên Chúa là gia nghiệp, hạnh phúc đời đời. Ước gì mùa chay cho ta những giờ thinh lặng nhìn lên Chúa, để tâm hồn và cuộc đời ta được đôi mắt thánh, nhân từ, bao dung yêu thương
biến đổi như dân Do Thái. Ngày xưa trong sa mạc đã ngước nhìn lên rắn đồng. Hình ảnh của Đức Kitô chịu đóng đinh để được cứu chữa. Nhìn lên Chúa lòng thương xót, con xin dâng nỗi niềm của con. Đây người thân yêu con, bao năm rồi lạc bước. Xa tình Chúa yêu, tâm tôi quên đường về, thôi đời mãi mê, quên hết bao lời thề. Giờ đây con xin dâng Chúa niềm cậy tin. Đây tay giơ lên, Chúa chúc lành cho chúng con. Đây tay chỉ vào trái tim nhân lành của Chúa. Nước mắt chảy ra rửa sạch hết muôn tội đời. Chúc lành cho chúng.